Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong các cái chương trình của TNP Channel. Và chiều ngày hôm nay rảnh thì Nhật đang nhớ tới một số những cái tool, những cái công cụ để làm việc trong cái ngành phim, ngành production, kể cả ngành truyền hình. Thì hôm nay Phong lại phải dọc lại cái software mà mới dùng được vài năm sau này, đó là cái DaVinci Resolve. Đây là một cái software về edit, về làm color và nói chung là về ngành video và ngành phim. Và các vị, ngày xưa thì Phong dùng cái đầu dùng chữ Sony, dùng cái software của Sony Vegas, rồi sau đó qua bên Adobe Premiere, rồi có một dạo mình lại dùng cái Final Cut của Apple. Thì sau này thì cái hãng Blackmagic InDesign, đây là một cái hãng mới. Hãng này thì chuyên môn sản xuất về hardware cho máy computer, rồi sau đó họ chuyển qua làm hardware cho các cái mà máy quay phim, rồi sau này họ lại có thêm máy quay phim luôn, và kể cả những cái software, những cái nguyên liệu để mà làm phim. Và họ ra cái Fusion, rồi ra cái DaVinci Resolve. Thì DaVinci Resolve hiện nay là một trong những cái nguyên liệu mà được ưa thích nhất ở Hollywood, tức là mà họ làm edit, họ làm post production thì họ dùng DaVinci Resolve. Đây là một trong những cái nguyên liệu tốt để mà có thể làm, và nó tiện hơn bên cái Adobe Premiere hay là Final Cut. Nó tiện hơn là bởi vì nó không có chia ra mỗi cái một cái software thì nó chia ra. Ví dụ như bên Adobe Premiere thì chúng ta có thể cắt ráp được phim, chúng ta có thể làm được những cái edit phim, hoặc là đổi màu, hoặc là bỏ một số những cái effect vô. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta dùng về VFX, tức là những cái special effects đó quý vị, thì quý vị phải đi qua một cái nguyên liệu thứ hai của Adobe, tức là cái đó gọi là special effect. Nó là một cái nguyên liệu thứ hai, nó không phải là Adobe Premiere. Premiere giúp mình cắt ráp, làm màu sắc cho phim. Nhưng mà về effect, tức là về những cái kỹ xảo đó, thì chúng ta lại phải đi qua một cái software thứ hai của Premiere, nó gọi là Adobe After Effects. Thì cái này nó là cái một cái nguyên liệu riêng. Thì các vị, trưa nào mình dùng hai cái rồi mình link nó lại với nhau để mình làm việc thì nó hơi bị trục trặc. Nhiều khi mình link từ After Effects qua bên Premiere hay đi ngược lại á, thì cái máy computer của mình nếu mà nó không đủ mạnh á thì nó chạy rất là chậm. Thì các vị, sau này khi mà hãng Blackmagic InDesign họ ra cái software mới, tức là một cái nguyên liệu edit mới, nó gọi là cũng là Nonlinear đó, thì họ gom lại thành một luôn. Tức là trong một cái nguyên liệu đó, quý vị vừa có thể làm cắt ráp, quý vị vừa có thể làm VFX, tức là những cái effects, những cái hiệu ứng của phim hay là những cái kỹ xảo của phim. Rồi nó mở ra một cái cổng riêng để chúng ta có thể đưa những cái 3D application vào. So với lại bên Premiere đó, bên After Effects đó, thì mình muốn đưa những cái 3D, những cái mà bên Việt Nam gọi là 3D đó, mà mình muốn đưa vào đó quý vị, thì mình lại phải tốn cái thời gian là mình phải có thêm một cái nguyên liệu plugin. Thì cái nguyên liệu plugin đó nó gọi là Elementor 3D. Thì mình phải có một cái plugin đó mình gắn vô cái After Effects của Premiere đó, thì mình mới dùng được 3D một cách trọn vẹn. Còn những cái bây giờ của After Effects đưa ra đó thì nó không có trọn vẹn mà 3D. Thì ở bên DaVinci Resolve thì họ lại có đủ hết cho mình. Tức là mình chỉ cần một cái software này thôi là mình làm hết. Và cái điều Phong thích nhất của cái bên của DaVinci Resolve á là mình giúp cho mình cái hệ thống chỉnh màu rất là nhanh, để cho mình matching những cái màu lại. Thì đây là một trong những cái mà Phong đã làm, và có lẽ rằng đây là lần đầu tiên mà Phong làm. Do đó thì không phải lần đầu tiên, mà lần đầu tiên nói chuyện với khán giả thì đúng hơn. Lần đầu tiên nói chuyện với khán giả và để cho khán giả thấy được những cái hiệu ứng khi mà mình quay phim về, mình làm bằng cách nào thì nó hay hơn. Thì ngày hôm nay Phong ngồi Phong nói, Phong làm cho quý vị xem để cho quý vị thấy được cái hiệu ứng của video. Đây là một trong những cái chương trình mà quẩn quá, chiều nay chiều chủ nhật là rảnh, cho nên là muốn làm thử một vài cái để dợt lại tay nghề cho những cái process kế tiếp, cũng như là sẵn là share, tức là san sẻ cho quý vị biết được chút ít về một cái ngành điện ảnh. Có nhiều quý vị chưa biết, và có những quý vị đã biết và theo dõi, thì ở đây chúng ta cùng nhau làm. Và bây giờ mời quý vị vào trong cái chương trình của Phong. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.
Ok, quý vị, ở trên màn hình quý vị đã nhìn thấy Phong đang vào trong trang Google. Thì trong trang Google này Phong đánh cái chữ là Black Magic in Design. Thì ở đây quý vị sẽ ra được cái trang web của Black Magic, và Phong click vào cho quý vị thấy ở trên đây. Thì đây là cái Black Magic Design, đây là công ty của Mỹ nha quý vị. Và công ty này thì có rất nhiều những cái sản phẩm. Ngày xưa thì họ làm về hardware thôi, nhưng bây giờ họ có rất nhiều những cái sản phẩm. Ví dụ quý vị bấm vào Product thì nó sẽ có rất nhiều, từ máy camera nè, cho tới máy edit nè, rồi cho tới cái hệ thống mà làm broadcast trực tiếp nè các vị. Ở đây thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm của Black Magic, từ cái công ty về hardware, bây giờ họ tiến qua tới sản xuất về camera, sản xuất về máy hình. Các vị thấy nó có rất nhiều camera. Thì ở đây thì Phong đang có cái máy 12K là của họ nha các vị. Đây là cái ấy thì là cái trang web của Black Magic Design. Thì cái software mà Phong muốn nói với quý vị đó là cái phần editing. Thì trong đó nó có cái phần gọi là DaVinci Resolve, thì nó có hai cái version. Một cái version quý vị trả tiền thì khoảng 295 đồng, còn quý vị muốn dùng cái version miễn phí thì vào trong đây download, thì miễn phí thì nó bị giới hạn, còn cái mới thì có đầy đủ cho quý vị ở đây. Thì ở đây nó có thêm một số những cái support cho cái software này, tức là DaVinci Resolve quý vị. Và ở trong đây thì nó có những cái để cho quý vị chỉnh màu, hoặc là quý vị có thể đây là cái bo chỉnh màu của họ. Ok, thì họ bán rất là nhiều những cái và đi theo cái nhu liệu này. Nếu mà quý vị muốn dùng bằng tay ở bên ngoài thay vì quý vị dùng chỉnh software bên trong, thì quý vị có thể dùng mấy cái đó thì nó bán khá mắc. Ok quý vị, đó là cái clip mà Phong cho quý vị thấy, là quý vị có thể vào trong cái DaVinci Resolve. Và bây giờ thì Phong mở cái DaVinci Resolve lên, thì trên màn hình thì quý vị thấy đây là cái software của họ. Phong đang dùng cái version của Phong là cái version hình như là 17 thì phải. Thì ở đây Phong làm thử một vài cái cho quý vị coi. Ở cái clip này thì Phong quay hồi cách đây mấy năm rồi, lúc đó mình làm cái chương trình gọi là cái chương trình gọi là Phong tạm gọi là cái táo quân đó quý vị. Thì Phong lấy xuống đây nha. Ok, thì ở đây thì mình thấy là đây cái clip mà Phượng Mai nói. Thì quý vị, tôi ra dây để tôi cắt bớt đó, tôi lấy cái khúc này đi. Ok, để cho quý vị có thể biết được cái software này nó làm cái gì đã. Để tôi cắt cái khúc đuôi luôn nha. Ok, đó, tôi lấy cái khúc này đi nha. Ok, tôi lấy cái khúc mà Phượng Mai vừa đang diễn tới đây đi. Thì quý vị thấy ở phía sau nó là cái phông màu xanh lá cây, có nghĩa là tại vì cái này mình quay cảnh thiên đình, cho nên đó là Phong phải dùng cái phông màu xanh để mình có cái cảnh thiên đình. Thì bây giờ quý vị ở đây thì Phong cũng có một hai cái clip. Cái clip thứ nhất là cái mây, thì Phong bỏ xuống đây làm cái nền ở dưới nha quý vị, để cho quý vị có thể thấy được đây là cái clip của mà mây. Ok, thì đây là cái clip mình làm thử cho quý vị coi, để quý vị có cái khái niệm một cái clip, từ một cái clip màu xanh này chúng ta chuyển nó qua. Thì ở trong đây thì thường thường bây giờ hãng phim nó quay đó, nó dùng cái phông màu xanh lá cây hoặc màu xanh dương, tùy theo mình quay cái bối cảnh. Ví dụ như cái bối cảnh này thì Phong quay bằng màu xanh dưa xanh lá cây, nhưng mà cũng có những lúc mà mình quay ở ngoài rừng thì cây cỏ nhiều, nó màu xanh lá cây thì nó sẽ bị mất đi, cho nên họ lại dùng cái phông màu xanh dương để họ thay thế vào cái phông này. Thì quý vị, đây là một trong những cái shop nhu liệu. Thì ở dưới đây quý vị sẽ thấy cái mũi tên của Phong chỉ ở đây á, Meta, tức là cái khúc này là đây là những cái giống như một cái kho chứa cho quý vị, tức là những cái clip nào quý vị quay rồi đó thì quý vị bỏ lên đây thì nó hiện lên đây. Và cái thứ hai là cái cut, là để quý vị cắt bớt những cái clip này đi. Và cái thứ ba là cái edit là để chuẩn bị cắt ráp nó lại và nối âm thanh tất cả mọi thứ. Cái thứ tư nó gọi là fusion, cái này nó gọi là fusion thì nó gọi là VFX, tức là quý vị có thể làm effect cho nó. Ở đây thì nó có những cái để cho quý vị làm effect. Rồi thứ năm là quý vị có thể làm cái color, chỉnh cái màu sắc cho nó đẹp lại. Rồi và thứ sáu là quý vị có thể dùng âm thanh, tức là nhạc, để quý vị bỏ vô. Và cuối cùng là quý vị xuất nó ra, tức là quý vị export nó ra. Thì ở đây Phong đang nằm ở cái phần gọi là edit, tức là cái phần này. Thì quý vị, cái thằng DaVinci này nó đỡ hơn cái thằng Premiere Adobe ở chỗ là vậy, là nó tất cả nó nằm dưới đây hết. Còn trong khi thằng Adobe Premiere đó, quý vị phải dùng riêng biệt từng cái software. Ví dụ như quý vị muốn edit thì vào cái Adobe Premiere, quý vị muốn làm những cái effect giống như là key những cái này nè quý vị, nóc cái màu xanh này ra, thì quý vị phải qua cái software thứ hai của họ gọi là After Effect, tức là Adobe After Effect, để quý vị làm, rồi quý vị đưa nó ngược vô trong Premiere. Trong khi thằng DaVinci thì nó có sẵn ở đây hết rồi, cho nên dễ làm hơn. Thì quý vị bây giờ tôi thử làm cho quý vị coi một cái để quý vị hiểu hơn là cái này là cái gì nha. Thì khi mà tôi làm cái này thì tôi phải nóc cái green màu xanh này ra. Thì ở đây nó có cái nút effect ở trên đây, quý vị thấy cái nút effect không?
Thì khi mình bấm vào cái nút effect này đó thì quý vị, nó sẽ nhảy ra cái effect cho quý vị. Thì ở đây đó, tôi trong cái effect này đó quý vị, thì tôi sẽ vô cái open. Thì trong cái open này á, tôi sẽ đánh cái chữ, tại vì tôi key nó ra nên tôi đánh cái chữ là 3D Keyer. Là tại vì đây là cái tên của cái hệ thống key. Thì quý vị thấy nó hiện ra bên đây là cái chữ Keyer này quý vị. Tôi lấy nó, tôi bỏ nó vô trong đây, tôi gấp nó, tôi gặp bỏ nó trong đây, tức là tôi hold cái mouse nó lại, tôi bỏ nó vô đây. Thì khi tôi bỏ vô đây rồi đó quý vị, đầu tiên hết là tôi phải mở bên đây nè. Mình mở qua effect cái mình biết mình làm cái gì. Ok quý vị, đầu tiên hết là phải làm, phải mở qua bên đây trước để vô cái chữ effect. Rồi ở đây á thì tôi lại phải chọn cái gọi là open FX overlay nha quý vị. Thì khi mà vô rồi đó thì bắt đầu là tôi bắt đầu tôi nóc cái này ra. Thì quý vị thấy bắt đầu tôi nóc nó ra nha. Ok, tôi nóc cái màu xanh nó ra. Thì quý vị thấy là nó chỉ ra màu đen như màu trắng. Một lát tôi sẽ giải thích màu đen màu trắng là cái gì. Thì quý vị chưa hết thì nó vẫn còn nha. Ok, để tôi mở ra ra và tôi nóc cho nó sạch sẽ hết đi cho nó dễ. Ok, thì quý vị thấy tôi đã nóc sạch cái màu này rồi. Thì bây giờ đó quý vị, quý vị thấy là nó ra cái này, nhưng mà quý vị thấy là nó vẫn còn cái màu xanh. Thì quý vị thường thường đó, những người mà làm effect á thì họ dùng cái loại này. Tôi thì tôi lại không dùng cái loại gọi là Keyer này, mà tôi dùng cái Delta nó tốt hơn. Có điều là một lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị sau. Bây giờ là đầu tiên hết là mình sẽ phải điều chỉnh cái black and white. Black and white tức là tất cả màn này nó phải màu đen và ở trong nó phải màu trắng. Thì bây giờ tạm thời là nó sạch sẽ hết rồi quý vị nha. Bây giờ tôi mở lên lại. Ok, Final Reserve. Thì quý vị thấy nó vẫn còn một số những cái line màu đen, màu xanh. Thì tôi phải tăng hết cái này lên. Ok, quý vị thấy những cái line màu xanh nó còn ẩn lại ở trong cái bàn tay không? Ở đây nè. Thì tôi phải cho nó lên hết luôn, để tôi nóc nó ra hết luôn. Thì quý vị thấy không, nó mất hết rồi, nó mất hết cái màu xanh. Nhưng mà nếu mình nóc qua đó thì nó sẽ ra một cái line màu đen ở đây, cho nên tôi giảm lại bớt nha. Ok, thì đó. Ok, thì quý vị coi như cái clip này là mình đã được cái phần này rồi. Ok, thì tuy nhiên nếu mà mình để vậy không á thì nó không có được hay cho lắm, và nó giống như một tờ giấy dán lên thôi. Cho nên đó quý vị, thường thường tôi làm effect là tôi làm 2-3 layer khác nhau để cho nó dễ hơn. Thì ở đây tôi có thêm một cái clip nữa, nó là cái clip của cái nó gọi là Fox. Tôi có thể ăn gian nó giống như một đám mây, tôi để nó trên cái layer trên đây. Thì quý vị, đây là cái clip, một lát nữa tôi sẽ cho quý vị biết cái clip này tôi mua ở đâu. Ok quý vị, thì đây là cái Fox đây. Tuy nhiên cái Fox này á thì tôi lại phải làm qua một cái khác. Tôi phải dựa trên cái tôi phải qua bên cái phần function khác để tôi nóc cái màu đen ra. Tại màu đen này mình nóc theo kiểu của mình không có được, nóc theo cái kiểu mà vừa rồi không được, thì tôi phải nóc nó ra. Thì tôi qua bên đây, thì bên đây thì nó hiện ra cái chapter này. Ok quý vị, thì đây là cái để tôi làm, để tôi nóc cái, tôi chỉ giữ lại cái mây thôi, tôi không giữ lại cái màu đen đó nha quý vị. Và tôi bấm click vô đây, tôi bấm chữ Shift and Space, thì tôi đánh cái chữ Luma Key. Ok, đây nó có sẵn rồi, tôi add cái Luma Key vô. Thì quý vị thấy nó đã nóc đi hết rồi. Nhưng mà nó nóc đi như vậy đó, thì quý vị thấy, nhìn thì thấy nó rõ, nhưng mà nếu tôi quý vị mở qua bên đây đó thì quý vị sẽ thấy là nó sẽ ra cái gì. Quý vị thấy đó, nó còn một những cái màu đen nè quý vị. Ok, thì do đó mình phải sửa nó bớt đi. Thì để sửa nó bớt đi đó quý vị là tôi phải tăng cái này lên chút xíu đó. Thì mình coi lại bên cái edit, nó bớt đi cái màu đen này quý vị. Tuy nhiên thì khi mà mình làm như vậy đó thì quý vị thấy hai cái màu nó khác nhau, là cái màu mây ở phía trên đây và cái màu này nó không giống nhau. Bây giờ trước tiên hết tôi phải cho cái màu nó tương tự với nhau đã. Tôi qua bên color. Thì bên color này đó quý vị, tôi bắt đầu tôi giảm cái color xuống để tôi chỉnh cái color. Ok, thì đầu tiên hết là tôi cho cái tinh nó lên chút xíu nha. Ok, cái contrast nó lên chút xíu, tôi giảm cái contrast xuống nha. Rồi cái shadow tôi tăng nó lên một chút xíu. Cái này là mình chỉnh cái color đó quý vị, ở bên đây cũng có nè. Ok, thì tôi tăng cái contrast lên, rồi tôi giảm, tôi cho cái tinh này lên cho nó ra cái màu khác. Đó quý vị thấy không, nó gần giống rồi đó. Ok, có điều là cái contrast nó đậm quá thì mình cho nó bớt đi.
cái contrast nó đậm quá. Ok, thì cái này ăn thua mình chỉnh cái màu cặp mắt mình nhìn thôi. Đó. Ok quý vị. Thì coi như nó cũng gần gần rồi ha. Ok. Rồi, ok. Và tôi tăng cái màu lên một chút xíu nữa. Ok. Rồi bây giờ tôi qua lại bên edit. Thì quý vị thấy như vậy thì để cho nó hay hơn, mình đừng có để nó cái nguyên cái mây này nó lấn nguyên cái người của Phượng Mai. Mình giảm nó xuống chút xíu. Đó. Quý vị thấy không? Thì bây giờ nếu quý vị play lại cái clip này á thì quý vị sẽ thấy là quý vị thấy chưa? Đây là cái cách tôi làm nó nhìn nó tự nhiên hơn. Ok, có điều là cái mây ở dưới quý vị thấy nó đi rất là nhanh. Cái mây ở phía sau á, quý vị thấy cái clip họ làm đi rất là nhanh thì mình có thể làm chậm cái speed nó lại nha. Ok, ví dụ như là tôi vào trong đây tôi right click nó và tôi làm cho cái speed nó chậm lại. Ok. À, change the clip speed nè. Thì bây giờ nó đang là 100 thì tôi giảm nó còn khoảng chừng 50 thôi. Ok, giảm nó cỡ chừng 50 đi. Ok. Để cho cái mây nó chậm lại chút xíu. Có vị thấy không, cái mây nó đi chậm lại nè. Nhưng mà tôi thấy nó vẫn còn nhanh so với cái tốc độ ở bên đây thì mình lại giảm nó thêm chút xíu nữa. Khoảng chừng 30 thôi quý vị. Đó. Để cho cái mây nó đi chậm lại cho nó tự nhiên hơn. Quý vị thấy chưa? Thì cái clip này nó vẫn còn cái màu đen thì qua bên đây mình lại phải chỉnh thêm cái màu đen. Thì tôi giờ lại phải chỉnh thêm cái fusion và tôi tăng cái màu cho nó giảm đi cái màu đen. Ok. Bắt đầu nó giảm cái màu đen đi đó các vị, thấy không? Đó. Thì nó nhìn rất là tự nhiên. Ok các vị, đây là cái cách mà mình làm trong cái ngành mà gọi là editing. Thì thường thường tụi tôi làm như vậy đó là để cái này là một trong những cái thí dụ làm cho quý vị thấy thì cái software này nó hay lắm, tại vì nó có quý vị có thể edit nè. Quý vị có thể làm cái effect giống như tôi vừa làm đó quý vị, hoặc là quý vị có thể vào color, quý vị chỉnh lại color. Tức là chúng ta làm lại color, ví dụ như cái màu sắc nó chưa dễ thì mình có thể chỉnh lại, hoặc là rồi sau đó thì quý vị có thể xuất ra bên ngoài. Đây là một trong những cái khá đặc biệt mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái rất lợi hại cho quý vị, để quý vị có thể hiểu được nha. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Đây là một trong những cái hứng thú làm để cho khán giả có thể hiểu được cái lộ trình làm một cuốn phim hay edit một cuốn phim đó, nó cũng không phải khó lắm đâu nếu quý vị chịu học và vào trong những cái trang web mà tôi vừa nói với quý vị đó thì quý vị sẽ có được nha. Rồi một lát nữa thì chúng ta sẽ có những cái hay hơn sau này để chúng ta có thể làm. Quý vị, chiều chủ nhật thì quẩn không làm gì cho nên là dọc phá chơi với lại vợt lại cái tay nghề. Thật sự thì lúc nãy tôi chỉnh cái màu nó vẫn chưa có được lắm, nhưng mà làm thử cho quý vị xem để biết được cái cách làm việc của trên cái Da Vinci Resort. Đây là một trong những cái nhu liệu mà gần như là bây giờ Hollywood dùng rất là nhiều, là bởi vì nó tiện và nó có nhiều cái cổng vào cho những cái application khác, do đó nhất là 3D. Sau này quý vị thấy phim làm á, đa số họ dùng cái hiệu ứng của 3D, tức là vẽ những cái mô hình mà ảo giả mà giống như thật đó, ở phía sau background hay ở phía trước đó quý vị. Giống như lúc này tôi làm những cái layer cho quý vị xem đó, từng cái layer một đó thì nó rất là dễ. Tuy nhiên thì đây là một trong những cái thú mà nó có thể nói rằng là cái nghề này thì nó đòi hỏi công phu nhiều lắm, nhất là mất thời gian trong cái vấn đề chỉnh màu rồi light up những cái khi mà key đi. Lúc nãy tôi làm cho quý vị xem đó là cái ống kính tôi để chết một chỗ khi tôi quay Phượng Mai. Tôi để chết một chỗ thôi. Nhưng mà ở trong cái lĩnh vực điện ảnh đó thì họ muốn có thêm cái exciting, tức là họ muốn cho thấy được là cái tay nghề họ cao đó, thì thường thường những cái màn như vậy đó họ di chuyển ống kính. Tức là cái có cái motion của ống kính nó di chuyển đó, thì cái đó còn khó làm hơn, cái đó còn phải dùng qua một cái hệ thống nó gọi là tracking, camera tracking, tức là làm sao cho cái background mà nó di chuyển cùng một lượt với lại cái hình ở phía trước.
và nó nhìn nó match với nhau đó quý vị. Thì nó rất là, cái đó thì đòi hỏi rất là nhiều. Nhưng mà cái mà tôi làm thử cho quý vị xem là một cái sample thôi. Cái này thì mấy cái đài truyền hình làm dễ lắm. Là tại vì cái ống kính để có một chỗ thôi. Nó nằm chết một chỗ, nó giống như quý vị dán một tờ giấy lên, cắt hết tất cả những cái màu xanh đó đi rồi, quý vị dán nó lên cái tờ giấy thì thôi. Nhưng mà nó không vẫn chưa hay. Khi mà quý vị làm cái ống kính nó chuyển động, tức là nó motion á, thì lúc đó đó nó lại đòi hỏi cái kỹ thuật nó gọi là camera tracking. Cái đó lại là một cái chapter khác, mai mốt có dịp và tôi kể cho quý vị nghe cái camera tracking làm sao. Tuy nhiên thì cái này là mình làm để mình phối vô những cái cảnh, mình vẽ những cái cảnh bằng 3D, mình phối vô. Thì cái này tôi làm thử là cái hôm trước, là cách đây mấy năm tôi làm cái clip này, lấy sẵn cái clip này để lên giật lại tay nghề thôi. Tại vì cái clip này tôi đã làm rồi trong cái chương trình mà Táo Quân của channel Phượng Mai, mà tôi có chiếu trên channel của Phượng Mai đó. Thì đây là một trong những cái mà quý vị làm. Và lúc nãy tôi có cho quý vị xem, thì lúc trước có quý vị ở trên cái ngày xưa tôi dùng đó, là tôi dùng đầu tiên hết là Sony Vegas, tức là một cái nhu liệu nó tương tự như vậy. Nhưng mà Sony Vegas thì nó edit này nọ thôi. Về sau này thì nó ra cái Adobe. Adobe thì nó có nhiều cái software, trong đó quý vị có Photoshop, có InDesign là để làm báo, Photoshop thì quý vị làm hình, rồi có cái Adobe Premiere thì nó dùng cho quý vị làm về video và phim, rồi nó có cái After Effects, tức là một cái để cho quý vị làm những cái hiệu ứng hay là kỹ xảo của điện ảnh. Thì những cái kỹ xảo đó là nó phối những cái hình ảnh bay nhảy, rồi lửa xẹt qua, ánh sáng xẹt lại, hay là quý vị đem những cái mô hình 3D mà quý vị vẽ sẵn đó để mà đưa vào trong đó, để mà nối với người thiệt, để mà làm cho nó thật giống. Thì sau khi quý vị làm xong hết rồi thì quý vị color correction, tức là dùng cái màu để mà chỉnh cho nó match với nhau thôi. Thì cái này là cái điện ảnh. Tuy nhiên thì quý vị cũng như ngày xưa thì mình dùng Adobe, thì quý vị vào cái trong cái Adobe này nè, cái trang web của nó là adobe.com, thì quý vị thấy nó rất là nhiều đó. Có thể PR là Premiere nè, Photoshop nè, quý vị thấy là InDesign nè, nó có nhiều lắm. Thì là Adobe là một trong những cái software rất nổi tiếng, và cái trụ sở của họ nằm ngay Bắc California, San Jose. Thì đây là một trong những cái công ty gọi là gần như họ thống trị ở trong cái kỹ nghệ về video và hình và video, và họ gần như là thống trị. Và riêng Blackmagic mà cái nhu liệu tôi vừa dùng là sau này là bên Hollywood họ dùng nhiều đó, là bởi vì cái này nó tiện, là của Blackmagic ra, thay vì chúng ta phải đi từng software. Ví dụ như tôi vừa nói là Premiere là chỉ cắt ráp rồi quý vị có thể chỉnh màu một chút xíu thôi. Nhưng mà muốn làm những cái hiệu ứng mà tôi vừa làm cho quý vị xem đó, thì nó lại đi qua một cái software khác của Adobe, nó gọi là After Effects. Thì trong đó nó giúp cho quý vị làm những cái After Effects, khi nóc cái rồi ra, làm những cái effect, làm những cái hiệu ứng kỹ xảo. Thì quý vị phải đi qua hai cái nhu liệu khác nhau rồi nối hai nhu liệu đó lại. Nhưng mà khi quý vị nối lại, nó tùy theo cái máy computer ở nhà quý vị mạnh hay yếu. Nhiều khi nó chậm lắm, cái link của nó rất là chậm, nó nối cái link nó ra rất là chậm, và nó quý vị ngồi chờ lâu lắm. Do đó thì cái bất tiện của Adobe là cái chỗ đó. Riêng Blackmagic đó quý vị, thì họ ra cái gọi là DaVinci Resolve này, thì nó lại tiện hơn cho tất cả mọi người, là bởi vì nó nằm chung trong một cái nhu liệu. Quý vị đi từng chap một, đi từng trang một, nó giống như một cái bàn. Rồi quý vị có những cái học tủ, thì quý vị khi quý vị kéo cái học tủ này ra, quý vị dùng cái dụng cụ gì thì quý vị kéo cái học tủ đó ra. Ví dụ cho cắt ráp thì kéo cái học tủ cắt ráp, xong rồi kéo cái học tủ của màu, kéo cái học tủ của VFX, tức là cái hiệu ứng về kỹ xảo đó, thì nó có những cái học tủ nó nằm trên một cái bàn luôn. Còn cái kia chúng ta phải làm cái bàn này, xong chúng ta phải đi qua cái bàn khác, thì nó khó hơn. Do nên là DaVinci Resolve là hầu hết là Hollywood họ chịu dùng. Thì ở đây thì tôi có thể nói rằng là có những cái rất là hay cho quý vị. Để tôi đóng cái này lại đi, tại vì hình như nó bằng bị cái tình trạng gọi là nó mất đi cái link của tôi, để tôi cho quý vị thấy những cái link để quý vị thấy được. Thì quý vị ở trên cái trang mà tôi vừa nói với quý vị đó, là cái trang mà tôi gọi là Adobe đó, thì xin lỗi lúc nãy tôi đã bỏ lộn cái kia. Thì quý vị, đây là Adobe nha. Quý vị vào cái trang Adobe này thì quý vị sẽ thấy được Adobe, và trong đó có đầy đủ những cái nhu liệu mà tôi vừa nói. Còn nếu không đó quý vị, mà nếu mà quý vị dùng Blackmagic, thì quý vị dùng ở cả blackmagicindesign.com, thì quý vị vào trong đây, đây là cái tên miền của họ nha. Thì trong đây có rất là nhiều những sản phẩm. Thì quý vị thấy là họ có camera nè. Ví dụ tôi bấm vào camera thì họ có rất là nhiều những cái camera. Ví dụ tôi đang dùng cái camera của 12K. Một lát tôi sẽ giải thích tại sao mình phải dùng tới 12K.
rồi họ có những cái Pro 12K và họ có nhiều cái camera nhỏ hơn, hay là cái loại dành cho broadcast, đây là cái loại dành cho cái stereo nhỏ, nó có lên tới 6K thì nó bán rất là rẻ. Còn cái loại này thì nó bán khoảng 4.000 mấy là dành cho những cái phòng broadcast lớn, tức là những cái phòng stereo lớn hơn. Thì quý vị thấy đây là cái trang web của họ, hoặc là quý vị vào lại trong cái trang mà tôi vừa nói thì nó có những cái edit, ví dụ như là nói về edit về color thì quý vị thấy họ có hardware đầy đủ lắm. Thì đây là một trong những cái, đây đây tôi mở lên cho quý vị xem. Ok quý vị, sorry nãy giờ tôi mở không thấy. Thì quý vị thấy đây là cái trang của Blackmagic nha. Ok, thì cái camera này tôi đang có là cái này, và trong đây thì có rất nhiều những cái camera, và có những cái dành cho studio nhỏ thì nó họ bán rẻ lắm, có 1.000 mấy 2.000 mấy thôi, còn cái loại lớn hơn thì nó bán khoảng 4.000 mấy, nhưng nó họ bán là chỉ có cái body thôi, không có ống kính nha các vị. Ok, ví dụ cái nhìn cái hình họ quả để như vậy nhưng mà thật ra nó chỉ là cái body thôi, thì nó sẽ cho quý vị xem những cái clip nó quay bằng những cái máy này. Thì đây quý vị, họ bán cho quý vị là đến đến đây thôi, còn ống kính là quý vị tự mua nha. Ok, tại vì ở đây là họ không có bán ống kính, họ chỉ bán những cái máy thôi nha. Thì họ cho thấy những cái ví dụ tôi rà xuống đây cho quý vị thấy nè. Ok, thì họ cho biết những cái gọi là những cái hình ảnh mà họ làm được đó quý vị. Khi họ bán cho quý vị nó chỉ là cái body thôi. Trời, quý vị dùng PL, quý vị dùng EF, EF là của Canon, PL là của phim đó, ngành phim họ dùng cái ống kính PL mount, hay là F là của Sony, ống kính của Sony. Còn nếu không quý vị phải dùng cái loại broadcast để mà phát hình ở trên đài truyền hình đó thì nó gọi là beamform. Thì đây là những cái ống kính mà nó gắn sẵn cái mount, tức là mỗi một cái mount của nó, tức là cái miệng của nó khác nhau, thì tùy theo quý vị dùng ống kính của hãng nào, vào Canon, Fujinon hay là Sony hay là Panasonic, thì tùy quý vị. Có nhiều trên thị trường có rất nhiều những loại ống kính, mà riêng cái phần cái ống kính của những cái PL á, thì nó còn rẻ mấy chục ngàn, có những cái ống kính cả 100 ngàn. Thật sự cái ống kính còn mắc hơn cả cái body nữa. Quý vị thấy cái body của một cái máy nó có bán có 4-5 ngàn thôi, mà nó quay 4K 6K cho quý vị. Còn mà quý vị nếu mà nói ống kính đó quý vị, tôi vào cái trang mà tôi hay mua đồ nhất á, là Adorama, quý vị thấy một cái ống kính nó 44 ngàn, của Canon đây quý vị. Ok, hay là Canon nè, rồi của Fujinon nè, 30 ngàn nè quý vị. Hay là quý vị qua bên BS cũng là một trong những cái ống này lên cái 100 ngàn đó. Một cái ống này bán cho quý vị khoảng chừng là cả 100 ngàn đó quý vị. Đây là cái ống mà để dùng cho truyền hình đó. Thì có ống này có thể 43 ngàn, quý vị thấy không? Thì đây là những cái trang mà nó bán những cái đồ gọi là professional, Adorama hay là BS video photo. Thật sự trong cái nghề này của chúng ta đó, chủ chúng tôi thì nó đòi hỏi nhiều thứ lắm. Từ cái hardware của máy computer, cho tới cái software cái vị dùng, rồi cho tới cái body của cái máy quay, rồi tới cái ống kính, rồi sau đó mới tới lighting đèn, rồi mới tới cái hệ thống audio. Audio tức là những cái boom á, mà mình thâu trực tiếp bên ngoài đó, nó có những cái che những cái tiếng gió lại này nọ đó quý vị. Nó rất là nhiều thứ. Nói chung là cái nghề này đó là nó đòi hỏi nhiều thứ lắm và mình phải có kinh nghiệm. Và bây giờ nó lại thêm một cái công cụ mới, nó gọi là 3D, tức là bên Việt Nam quý vị gọi là 3D đó. Thì 3D hầu hết bây giờ đang dùng, và hầu hết tôi nói là 80% các hãng phim Hollywood họ vì tiết kiệm cái ngân sách họ phải dùng 3D, nhưng mà thật sự nó không có tiết kiệm đâu, nó còn mắc hơn nữa, là bởi vì nhưng mà nó đỡ hơn. Ngày xưa quý vị quay một cái cảnh mà quý vị đặt thuốc nổ, nó nổ một cái bùm lên, hoặc là quý vị bung nó lên đó, thì quý vị phải trả tiền bảo hiểm cho location, tất cả mọi thứ đều tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà quý vị quay được cái cảnh đó, tức là xe lật rồi nổ pháo nổ building tùm lum hết, thì họ dàn dựng những cái cảnh đó rất là công phu, thì tốn rất nhiều nhiều công. Và nhiều khi quay ở bên ngoài á, thì những cái thành phố nó khó khăn, nó đòi hỏi giấy phép, rồi nó đòi hỏi tất cả những cái an toàn bảo hiểm vân vân. Khi mà mình đụng tới thuốc nổ, mình đụng tới những cái súng đạn gì đó thì nó mắc lắm. Thì sau này có cái 3D, họ tạo ra những cái hiệu ứng y chang như vậy, giống như thật luôn, quý vị nhìn không phân biệt được cảnh thật cảnh giả luôn, nhưng mà mình vẽ ở trên máy computer, nó gọi là 3D. Từ cái cột khói, từ cái lửa, cho tới những cái nổ, cho tới những cái hiệu ứng khác, thì cái 3D nó giúp cho người ta không cần phải ra ngoài, không cần phải đi mướn những cái location, không cần phải điêu linh khó khăn. Nhưng bù lại thì những 3D artist, tức là những người mà vẽ 3D đó đó, thì cái lương của họ cao lắm. Cái lương của họ cao lắm, có những người lấy tới 700 đô la một giờ.
nếu hoặc là hàng top từ $700 cho tới $1,200 một giờ. Còn có những người bình thường thì họ vẽ theo project từ vài chục đô la một giờ. Thì ví dụ như quý vị họ vẽ một modeling, một cái hình nào đó hay một cái gì cho quý vị đó, cho tới khi nó hoàn tất đó, nhiều khi nó tốn khoảng mấy chục giờ. Thì quý vị vậy cứ nhân lên. Nhưng mà ít nhất là nó cũng đỡ hơn là chúng ta phải đi dàn dựng ở ngoài. Rất là công phu, tại vì lúc mà dàn dựng ở ngoài, nếu mà chúng ta dàn dựng trên một cái bàn nhỏ và quay ống kính vô một cái cảnh thành phố đó, làm trên một cái mô hình giống như các kiến trúc sư làm, thì quý vị, thì chúng ta lại phải tốn tiền mướn những kiến trúc sư làm những cái đó, rồi phải bảo hiểm, rồi phải đủ thứ hết. Nhưng bây giờ thì không cần làm nữa. Bây giờ nó có cái 3D thì đỡ hơn so với ngày xưa. Thì bây giờ nó có thêm cái phần 3D nữa. Thì quý vị, do đó cái ngành này á, nó đòi hỏi nhiều thứ. Rồi nó khi chia ra điện ảnh nó riêng và truyền hình nó riêng, ống kính nó riêng. Cái mà tôi vừa giới thiệu cho quý vị, những cái ống kính đó, nó gọi là before lens á, là những cái ống kính nó dành cho truyền hình. Nhưng có những cái ống kính nó dành riêng cho ngành phim hay ngành video, nó gọi là PL lens, hay là quý vị vừa EF lens, hay là Michael Fortress lens. Thì những cái này là nó từ cái ngành DSLR, ngành chụp hình ra. Thì cái ngành này nó đòi hỏi nhiều thứ lắm, và nó cũng có những cái trang web và cái cách làm của mình, ăn thua là mình kiên nhẫn mình làm hay không, và cái cặp mắt của mình là quan trọng nhất. Cái cặp mắt quý vị cảm thấy cái màu đó đúng, hay là cặp mắt quý vị cảm thấy rằng là nó match, tức là nó cái hình trước cái hình sau layer nó giống nhau hết, thì cái này là ăn thua do cái người chờ, nó gọi là color correction, tức là cái người điều chỉnh hình. Thì nó là một chuyên môn, trong ngành này nó có nhiều chuyên môn lắm. Cái người làm motion tracking nó khác, cái người mà chuyên về chỉnh màu nó khác, rồi cái người cắt ráp thì rất là dễ, hoặc là cái người mà tạo ra những cái hiệu ứng effect, nó gọi là graphic designer hay là effect designer đó, thì nó khác nữa. Tức là ngành này á, một ngành như vậy nó lại chia ra nhiều chuyên môn khác nhau. Cái người camera cầm máy giỏi chưa chắc đã edit được, và cái người edit được chưa chắc đã làm được những cái hiệu ứng giống như tôi vừa nói, và nó cần những người chuyên môn đó. Ví dụ như một người chuyên về green screen, tức là họ chuyên về vấn đề key thôi, tức là knock out cái background màu xanh lá cây ra đó, làm sao nó tự nhiên, làm sao giữ được những cái sợi tóc mà nó bay ra đó, thì đó là cái nghề cao thấp đó. Rồi xong rồi bắt đầu qua tracking, tức là cái người tracking làm sao mà nó mát cái hình vô, rồi cuối cùng tới cái khâu cuối cùng làm color correction, tức là làm sao cho tất cả các cái hình và các cái layer đó cùng một màu thống nhất, cùng một màu thống nhất, để cái người xem họ có cảm giác rằng quý vị đang quay cảnh thật. Thì quý vị, đây là một trong những cái ngành mà tôi nói là nó đòi hỏi rất nhiều những công phu. Nhưng mà nếu mà quý vị có ý tưởng mà muốn nghiên cứu về cái ngành này đó, thì quý vị có thể lên trên Google, lên trên đó search, và nó có, hoặc là trên YouTube, nó có nhiều cái hướng dẫn căn bản cho quý vị. Chúng tôi thì làm nghề này mấy chục năm rồi, nhưng mà có những người mà họ hứng ra họ dạy đó, họ hướng dẫn cho quý vị đó, thì mấy cái này quý vị dễ làm lắm. Nhất là những quý vị mà thay vì mình tốn tiền vào những cái chuyện mà vô bổ, thì mình có thể đầu tư vào cái này. Nó là một, thứ nhất là có thêm một cái kiến thức, thứ hai nó là cái sở thích rất là vui, và có thể là nó lại tạo ra cái cơ hội mới cho quý vị. Đó là cái chiều chủ nhật quẩn quá không làm gì, cho nên là làm cái chương trình này vui cho quý vị, để cho quý vị ít nhất biết thêm một cái nghề, mà cái nghề mà tôi đang làm mà trong suốt mấy chục năm nay, từ bên broadcast, tức là bên truyền hình, qua cho tới phía cái ngành gọi là production. Thì cái ngành production này thì nó khác. Ngành truyền hình thì khi mình quay hình đôi lúc có những cái trục trặc không sao cả, tại vì nó là ngành truyền hình, nó chủ yếu là thông tin, nội dung. Nhưng làm về production thì nó đòi hỏi perfect 100%. Tức là nó đòi hỏi 100% là phải đúng như những gì mình dự định trong ban đầu, không có thay đổi. Thì tùy theo mỗi một cái người làm như thế nào. Thì quý vị, cái nghề này nó cũng đòi hỏi nhiều công phu lắm, chứ không phải giỡn đâu. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi chiều ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng quý vị trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.